Ở nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay mình nấu cà ri vịt cả nhà. Cà ri vịt mình mua có củ hành, sả, ớt, và có mấy chai niêm nè, sa tế với củ cà ri, đây là một nghệ, mình có nước cốt dừa nữa nè, hơi la, nó kèm với bánh mì với bún nha nhà. Thì mời cả nhà vào bếp của mình nha. Mà cả nhà vào bếp mình nha. Vừa chặt vịt ra luôn cả nhà. Quá trời vịt bự. Đây bột khoai luôn nha. Trời ơi, mua khoai này được cái mặt ngon quá nè. Đẹp hết sợ luôn. Quá ăn không à. Có ghi nè, khoai này nấu ngon. Cà ri chặt một bự bự đó nha, nấu ngon ngon, bự dành lại là dịch được rồi. Đó, dịch thịt không, chống thịt luôn. Ướp dịch luôn đó nha. Dịch nắng cho ghê nữa thôi, ngọt ngọt hết chứ. Ba miếng đường. Cà ri này ăn cay cay đúng không? Này mình bỏ cái bột bột cà ri này vô luôn này. Này nó có hai là thứ luôn ha. Cái ớt này nè. Em thấy gọi cái bột có cái lá không ngon. Đó là mua hai là thứ đại chứ không biết nữa. Rồi giờ cho hành tỏi vô ớt luôn đó ha. Cho xíu nước mắm. Thấy ngon đó, hấp dẫn lên đó. Mình sắc xả cho em ướp luôn nha. Rồi anh sắc xả vô đây, bỏ vô đây ướp luôn cho thơm. Xả anh đập dập rồi anh sắc khúc khúc cái ướp luôn. Cho vô đây. Bỏ xả vô đây ướp cho thơm. Rồi giờ mình để đây cỡ ướp cả nửa tiếng đi cả nha, cho thấm. Giờ mình đi sắc khoai. Khoai nãy giờ mình gọt rồi mình ngâm với chanh này nha, cho nó không có bị đen. Giờ mình sắc ra luôn. Nó có ghi chắc bự bự hết anh. Bự lắm không? Khoai này nhìn ngon ghê không? Cái màu đẹp. Ồ, màu đỏ tươi này nhìn ngon sợ không? Sắp tư ha. Nấu cà ri mà mua được khoai này ngon lắm nè. Chảo lên dầu nó cũng nóng rồi cả nhà. Mình có cà ri mình chiên khoai sơ nó cho nó ngon. Chiên cho nó áo qua một lớp nên nấu nó không có bị gã.
Thôi nhìn đẹp hết sức luôn. Giờ khoai mình chiên sơ nó cũng áo hai góc rồi đó nè. Đắt xuống luôn. Giờ nồi nóng rồi mình cho dầu vô mình xào thịt luôn cả nhà. Giờ dầu nóng mình cho củ hành vô cho thơm. Xào cho thơm củ hành nha, cái mình có thịt chưa mình xào. Củ hành cũng thơm rồi, cho thịt vô luôn. Thịt cũng săn, mình đổ nước cốt vô luôn cả nhà. Đập muối ớt thằng rì luôn cả nhà. Để chấm muối ớt cũng ngon. Hai trái à, hai trái. Dịch cũng chín cả nhà, cho khoai vô luôn. Khoai này nãy mình có chiên nó chín sơ sơ. Mình cho cũng nước cốt kẹo vô luôn. Béo dữ lắm em. Có quá trời. Sáng em mua gần cả ký dừa lận á. Ừ. Cốt nhiều béo mới ngon. Ghi phải béo béo mới ngon. Dùng cà ri mình cũng chín cả nhà, mời cả nhà dùng cà ri với gia đình nha. Mời cả nhà dùng cà ri nha. Mời cả nhà dùng cà ri, mời cả nhà dùng cà ri. Đưa cái chân dắt vô muối ớt rồi. Để cho mẹ múc đi. Chấm miếng bánh mì ăn. Nó ngọt, cũng chua chua ngon. Béo sợ luôn. Thịt ngon. Mềm luôn, thịt mềm không? Mềm. Rồi, chấm muối được không? Chấm lá cũng ngon. Ai ra đi lại mày không?
nhiêu điều á. Đang đói một phần lại đang thèm một phần nữa ha. Hai thứ giờ là đang ăn cũng ngon quá. Hai ly này nè, em cũng đói nhưng ngon. Quyết đó thì mình đủ kiếm ăn có vị chai. Chai nó chán lắm. Uống còn em. Em ăn chút xong. Giờ mình ăn, giờ mình muốn ăn cà ghê, giờ mình nói với mày đó, đó, đợi nó đánh dỗ, đợi nó đánh dỗ, biết nó được ăn cà ghê. Bữa hôm xưa đánh dỗ.
hay nấu quá mẹ. Nhờ là ông dỗ con quá mẹ. Hà Liên dỗ về cho được cái thứ ghi ăn ngon. Ngon lắm chứ, củ sáp nó dẻo á, nó đi ngon lắm. Túi mà vừa hồng hồng này nó chín quá, cái nấu xong nó ngọt ra. Gia đình công nhân mình nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye.